Ba hương con thì con giống mẹ, mẹ hương con thì con giống ba. Ta nhà ta mình thương yêu nhau, ta là như học nhau là vui. Có biết con hương mẹ nhiều, con muốn con mẹ và khi hết tốt. Ơi con đi mẹ yêu con lắm, bởi con buồn con mẹ thương mẹ. Ơi ba sụm đâu rồi con? Ba sụm con đi bệnh viện. Dạ hả? Ba sụm khi nào ba sụm về? Ba sụm đón con. Ba sụm đón con hả? Con nhớ ba không? Dạ có. Rồi con nhắn ba, con nói ba làm sao, con nói đi. Con nhớ ba lắm. Ba sụm đâu rồi? Ba sụm đi bệnh viện. Dạ hả? Út gọi cho ba nói chuyện với con được không? Rồi nè, cầm điện thoại nói chuyện với ba nha. Ba mất máy rồi. Sao ba mất máy vậy ta? Anh biết máy gì nữa. Trời ơi, ba đâu rồi nè? Ba gọi con nè. Ba gọi nè con. Ba sắp tới cho mấy bạn hôm cho con chơi đồ chơi. Sao con? Mấy bạn hôm cho con đồ chơi, bạn phải tay con ghẻ con nữa, nó cạo con khóc luôn á. Trời ơi. Nhíu có nhớ ba không? Dạ có. Nhớ nhiều không? Nhớ nhiều. Nhớ nhiều lắm hả? Dạ. Rồi ở nhà có quậy không? Dạ không. Có quậy không? Dạ không. Đi học có giỏi không? Dạ có. Có à? Dạ. Có nhà có quýt ăn kem đâu? Dạ không. Trời ơi, giỏi gì ta? Ăn kem có ngoan không? Có. Có hả? Ba con tím nè. Trời ơi, đang nói chuyện ba, nói chuyện chó luôn. Ba khỏe chưa? Ba cũng đỡ rồi con. Chân ba còn đau không? Còn cơn. Còn hả? Thế mà ba về đi con. Gái có muốn ba về không? Dạ có. Ôi, vậy mà ba về rồi tối con gái có ôm ba ngủ không? Dạ có. Có. Trời ba. Ken kìa Ken. Gái có ôm ba ngủ nha. Ken 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 lại nói chuyện với ba kìa. Cái người ba nóng lắm á. Đúng rồi, người ba nóng, tay chân ba bị nhiễm trùng mà. Ba của mình đi, cái người ba nóng quá. À. Trời ơi, ba đi với mình đi, người ba nóng quá. Bây giờ ba tắm, ba đi rửa mình xong rồi tối ngủ ôm ba ngủ nha. Dạ. Vậy bây giờ ba xin chuyện ba về nha. Dạ. Hùng ba đi. Chịu không? Chịu. Trời ơi, bye bye con gái nha. Bye ba. Bye cắt đi ba. Rồi ba sụm sắp về rồi, ba sụm ôm nhím rồi. Đi về em đi, ba nội đi. Về ba nội hả? Còn về ôm có ôm ba ngủ không? Có rồi nha. Yeah. Yeah. Giống mẹ, mẹ hơn con thì con giống ba. Ta như ta thì con yêu nhau, con là như ở nhà là tôi. Ba hơn con thì con giống mẹ, mẹ hơn con thì con giống ba. Ta nhà ta mình thương yêu nhau, ta là như học nhau là vui. Có biết con hương mẹ nhiều, con muốn con mẹ và khi hết tốt. Ơi có biết mẹ yêu con lắm, bởi con buồn mẹ. Ba về kìa. Ba chung ba nào? Ba chung đây. Đây. Đây.
Hồi đã quá, nhớ quá. Nhớ nhím, nhớ Ken quá. Ken hôn ba một cái đi, nhớ Ken quá. Nè, hai đứa hôn ba cái coi. Một, hai, ba. Ôi trời ơi, đảo cái gì? Ken ơi. Á, mừng chạy cắm đầu luôn. Trời ơi, đảo quá ta. Nè, nhím vào đây mà hỏi coi. Nhím có nhớ ba không? Nhớ có nhiều không? Nhà có ngoan không con? Ngoan không? Đi học có lì không vậy? Dạ không. Ở nhà có ai quýnh con không? Dạ không. Giỏi quá. Cái nè, là ba biểu nè con. Đây đây ba biểu. Bữa nay không ai quay clip hết trơn hả? Đi công chuyện hết rồi hả? Đi công chuyện. Trời ơi. Sao mà cảnh vật quan tàng giờ nhắn tanh đi dù bà đanh vậy trời? Không có hai xong rồi cảnh vật quan tàng. Cái này lấy ba mua cho, giục đi con, ba mua cho, giục đi, ba mua cái mới cho. Ba mua cái mới cho con. Ba mua đường đỏ con ơi. Rồi giục ba mua cái mới cho, y ghẹ ghê. Lại đây ba mua cái mới cho nha. Ba mua đường đỏ con, ba mua cái đường đỏ này cho con. Nè Ken ngồi xuống đây, Ken ngồi xuống đây. Ba mua cái đường đỏ này, nó đỏ cái môi luôn. Ngồi xuống đây, đúng rồi, ngồi xuống. Nhím ơi, nhím ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Ba ngồi xuống đây. Mình chơi ngồi này đi. Đi tới lui đau quá. Cái chân của Ken bị gì vậy? Chân trái rồi. Chân trái hả? Chân trái rồi. Trời đau không? Bà thổi cho. Chân trái nè. Nè. Ừ. Nắng hả? Trời ơi. Đi vô kiếm chỗ mát ngồi nha. Chỗ mát nha. Đỡ ba. Đi mua bánh không? Dạ. Hả? Có. Đỡ ba dậy coi. Ken đỡ ba dậy. Đỡ bà vậy chứ không phải đu ba đâu. Đỡ bà vậy đi. Đứa cầm cái tay nha, đa ba nha. Ken dở bà vậy. Đỡ bà vậy nè. Đỡ bà đứng dậy coi. Đúng rồi, như nhím nè. Đỡ bà vậy coi. Đây con cầm cái mít cho. Đúng rồi. Con cầm cái mít cho. Đỡ bà cầm cho. Đỡ vậy. Đỡ vậy coi. Đi. Nhớ Ken quá Ken ơi. Nhớ hát bài ba. À đúng rồi. Ken hát bài tặng ba đi. Ba ơi. Hát bài. Cho Ken hát nè. Hát bài bài ba đi. Bà ơi, bà. Cháu yêu bà. Bà ngắm. Tóc bà. Bà trắng. Bà trắng. Mười. Cháu yêu bà. Cháu nắm trái cây. Thì cháu vâng rồi. Cháu biết bà. Bà vui. Trời ơi giỏi quá. Đâu hát bài ba. Bài ba ba thương con ơi. Ba thương con. Thì con giống mẹ. Mẹ thương con. Kiên nhẫn đi. Kiên nhẫn con đi. Thì con giống. Kiên nhẫn con. Kiên nhẫn con đi. À đây bà gắn vô. Rồi sao. Rồi giờ tới nhím hát nè. Nhím hát bài thằng ba đây. Hát bà đi. Ơi bà. Bà ơi bà. Cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng. Bà trắng như mày. Cháu yêu bà. Cháu nắm bàn tay. Thì cháu mang lời. Cháu mơ biết bà vui. Giỏi vậy ta. Mẹ ơi có biết con thương mẹ nhiều. Con muốn ôm mẹ và cười thật to. Mẹ ơi có biết mẹ yêu con lắm. Mẹ ơi mẹ con muốn có mẹ kỳ bé. Mẹ tóc mẹ ơi ăn mất mẹ thiền hay nhất. Nè tháp, con sẽ muốn yêu. Để lớp con lớp, cô sẽ trong hoàng. Cô gắng học hành, để mẹ được vui. Trời giỏi quá. Con nghe. Giỏi quá. Không biết này. Hai cái bánh bao nó ục bật quanh năm mười. Đâu, mày nhảy đuôi trên lắc đít ba coi. Lâu quá không thấy hai đứa nhảy. Nhạc đâu mà. Mở nhạc lên nha. Nhạc lên nhảy đu chen lắc đít cho ba coi nha. Vô gái. Ừ.
ôm cổ. Lắc mông. Thôi 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 thôi, lại đây, lại với bà, lại với bà. À, đi vô con. Vô nắng quá. Nè vô mát nè, mát nè, mát nè. Vô đây mát nè. Cái này đây, trên đây ba hỏi thăm xíu coi, nhớ quá. Nhớ quá, ba cho con đi chui ra nắng à. Rồi nè, đây mát nè, đây mát nè. Hỏi thăm xíu coi. Nè, cái ngồi xuống đây. Cái ngồi xuống đây. Chín chín chín. Cái ngồi đây. Cha mày. Dạ, đậu ba đó. Chân ba đau đó. Ba chó làm gì? Không sao, con ngồi đây. Ba động chi vậy? À, ba hỏi nè. Ba động chi vậy nhộng? Ây da. Ở nhà đứa nào ăn mì mà ói vậy? Con ói trường lớp vô niệm rồi. Con ói trường lớp luôn hả? Dạ. Ba mẹ mua hút con đi. Cái gì vậy ông thần? Cái này ba biểu nè. Ken ăn bánh không? Ba mua bánh cho nó. Ngồi đây, ngồi đây. Ba mua bánh cho Ken nha. Mua bánh cho con nữa. Ken ăn bánh không? Mua bánh cho nó con. Mua bánh cho Ken nha. Rồi rồi. Ba mua bánh cho Nhím nữa nha. Ba mua cho em Ken lại Nhím này. Rồi, Nhím muốn ăn cái gì? Nhím ăn gì? Ăn bánh. Ăn bánh gì nói ba mua cho. Con muốn ăn kẹo mua ba xì gươm. Kẹo ba xì gươm là cái gì? Ăn kẹo mua ba single không? Không được nuôi bác sĩ mổ, ăn phải nhả. Ăn kẹo single rồi ăn là nhả. Đúng không? Mua nhiều không? Mua nhiều nha. Mua nhiều. Kẹo mua ba luôn. Trời ơi, ghê ta. Mua nhiều mua ba luôn. Nhà mua rồi phải học giỏi nha. Dạ. Nhớ nha, phải học giỏi nghe chưa? Để nghe lời người lớn nghe chưa? Dạ. Người lớn kêu là mình phải làm sao ta? Dạ. Giỏi. Mình đi ăn trộm nữa Ken lại đây. Ba ơi. Giống cái nết ai mà đi ăn trộm nữa này à? Ăn trộm người ta đánh cái đầu á. Ba đầu ơi. Ơi. Ba không? Hả? Ba không? Có gì? Có gì không? Mình đi. Đi về không? Ừ. Mình đi về nha. Em biết rồi. Em biết rồi. Ba đi đánh ba kìa. Lại hôn ba, ba chạy về bố bánh nhanh lên. Hai chị em hôn nữa. Đúng rồi. Nè, lại đây hôn ba chạy về bánh nè. Đếm một hai ba hôn nè. Nè, chưa, 1, 2, 3. Chơi. Đi mua bánh nha. Ừ. Giỏi. Đi mua bánh cho con nữa. Mua bánh. Nay thường gồm cũng được xuất viện về nhà rồi mọi người. Thường gồm cũng cảm ơn tất cả cả nhà mình. Bữa giờ đã hỏi thăm sức khỏe thường gồm nghe. Nói chung thì cái chân thì hiện tại giờ đang bị theo dõi nhiễm trùng. Rồi bị viêm hoạt mạc dịch gì đó cả nhà. Nói chung cái viêm đó là nó rất khó chịu. Nó kéo dài thời gian nó rất là lâu. Bây giờ là phải uống thuốc kháng sinh, uống thuốc điều trị là từ giá phải tính năm cả nhà. Nói chung uống rất là lâu, điều trị rất là lâu. Bây giờ cái chân nó cứ giống như nó có bọng nước ở trong đó, nó mềm mềm, nó phù phù ra cả nhà, cái đầu gối mình đó. Nó làm cho mình đau nhức, đi lại khó khăn, ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Nếu mà mình không can thiệp kịp thời và mình không điều trị kháng sinh và thuốc đó, thì nguyên nhân nó sẽ dẫn đến teo cơ và có thể là tàn phế cả nhà. Nên là khoảng thời gian này là điều trị rất là lâu. Thường gồm bác sĩ nói thường gồm bị rất là nặng cả nhà, nên là điều trị cũng hơi lâu cả nhà ha. Cũng cảm ơn cả nhà mình đã bây giờ hỏi thăm sức khỏe thường gồm nghe. Giờ về là chịu khó cứ uống thuốc rồi đi thấy khám thường xuyên cả nhà. Nói chung tới đâu tính tới đó cả nhà mình nha. Giờ thì nhớ hai đứa con quá. Giờ thì tụi nó đòi mua bánh. Giờ là sẽ chống nạn đi ra ngoài tiệm tập quá rồi đây đi mua bánh cho tụi nó cả nhà mình nha. Đi Ken, dẫn ba đi nè mua bánh cho nè. Đi. Là đây dẫn ba nè, dẫn ba đi nè. Sao bỏ ba? Cha rồi chứ chịt. Ê, đâu bấm được đâu. Không được đâu. Con dính bên đây nè. Dính bên đây, dính bên đây. Ba ba bự đó sao mà ám nổi. Bên đây. Dính bên đây, đi đây, đứng ở đây. À, quay mặt qua kia. Đi. Đây. Dính cái này. Rồi đi chưa? 1 2 đi, đi mua bánh nha, đi. Ê ê ông nội bỏ tôi ông nội. Đã chưa? Đã chưa? Đi mua bánh nha. Mua bánh cho hai đứa con ăn nha. Dạ. Cười cái đi mua ba được. Cười cái đi. Ken cười cái đi ba mua cho. Mua bánh cho hai đứa ăn nha. Dạ. Sẽ có ngày con yêu một người, nguyện mong con ấm êm cả đời. Lỡ con gặp phải chuyện không vui, con cứ khóc không cần cố cười. Nếu sau này công danh thân bại, thì con cứ đứng lên làm lại. Cuộc sống là vô thường con ơi, coi mọi thứ đều bình thường.